Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ nâng cấp CPU cho server Dell Power ADGE T320 các bạn ha. Đó. Đây là con server Tower các bạn. Chiều cao nó là 4 GB và ở phía trước các bạn thấy có 2, 4, 6, 8 cái tray ổ cứng. Ổ cứng này là ổ cứng cái tray này là 3.5 inch nha các bạn. Và có 8 tray. Rồi 1, 2, 3 cái vị trí để gắn ổ DVD ROM 525 inch các bạn ha. Ngoài ra các bạn có thể dùng cái tray chuyển từ cái này để chuyển thành cái ổ cứng nữa cũng được các bạn, hoặc là Intel SSD ha. Ổ DVD Rewrite. Rồi. Thì phía trước nó sẽ có một cái nút power rất là nhỏ nè các bạn. Rồi cái nút để hiển thị hệ thống đang chạy gì ha. Đang nằm trong đây, hai cổng USB phía trước, hai cổng USB 2.0 các bạn. Rồi, rất là hầm hố các bạn ha. Đó, đây là bên hông này các bạn. Đó. Thì cái server này á là khách hàng mua vào thời điểm khoảng 2015 các bạn, 2015, tức là tới thời điểm này cũng khoảng 5 năm rồi. Và cái mục đích của công ty này khi mua là dùng để ghi hình camera các bạn. Rồi. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn tham khảo luôn ha. Thì cái cấu hình chính là như vậy các bạn. Rồi, đây là thông tin cấu hình các bạn ha. Server Dell T320 các bạn, chạy con CPU Xeon E5-2407V2 2.4GHz và CPU này có 4 core, 4 core 4 luồng các bạn ha, 2.4GHz và RAM là 8GB nè các bạn. Rồi. Để mình vô kiểm tra ổ cứng luôn nha các bạn. Rồi, ok các bạn ha. Cái ổ cứng là ổ cứng SATA 3725GB, tức là cái ổ này là ổ 4T đó các bạn. Rồi, cái card SATA trong máy là cái card Dell H310 các bạn ha, cái CID device nè các bạn. Đây là CPU nè các bạn ha. Ok. Rồi, hôm nay mình sẽ nâng cấp con CPU 4 core này thành con CPU 6 core 12 luồng các bạn. Đó là cái con Xeon. Con Xeon này là con E5-2430V2 các bạn. Xung 2.5 turbo 3.0GHz các bạn ha. Và con này 6 core 12 luồng, TDP là 80W các bạn. Rồi thì thông thường á, trước khi mình nâng cấp một CPU cho một cái máy bất kỳ bạn, kể cả là máy phổ thông, máy văn phòng, máy đồ, máy trạm hay là máy server, thì đầu tiên mình đều phải update mod lên bản mới nhất hết các bạn ha, để đảm bảo là support CPU tốt nhất, fix những cái lỗi trước đó nếu có các bạn. Và quan trọng nhất là support những CPU trong dòng của nó tốt nhất ha. Bây giờ là đầu tiên là mình sẽ tải driver về và update driver lên trước các bạn. Rồi các bạn vào Chrome mà ha, các bạn gõ là Dell T320 driver ha. Rồi mình vô trang chủ của Dell luôn nha các bạn. Rồi đây nè các bạn. Rồi ở đây là mình sẽ chọn là BIOS các bạn ha. Rồi bản mới nhất bây giờ là bản 2.9.0 nè các bạn. Nhấp phải mình chọn download các bạn ha. Và cái file đang download về nè các bạn. Rồi, nhấp phải mình chọn hiển thị trong thư mục ha, và nhấp phải lên chọn run administrator luôn các bạn. Rồi các bạn sẽ thấy thông tin ha. Đó, rồi mình chọn Intel luôn các bạn. Rồi sẽ có cái hộp thoại báo nè các bạn. Cái bản BIOS mình đang Intel là 2.1.2, tức là Windows cái BIOS đang chạy của máy là 2.1.2, bây giờ mình sẽ Intel là 2.9.0 các bạn ha, mới hơn rất nhiều. Rồi ok, mình sẽ chọn Z. Bị báo lỗi nè các bạn. System disable, service disable ha. Ok, bây giờ mình khắc phục này trước các bạn. Đầu tiên các bạn vô BIOS, bạn mở cái tính năng update BIOS lên nha các bạn. Và sau đó các bạn up lên cái bản 2.5.1 trước, sau đó mình mới lên cái bản mới nhất này. Rồi ok các bạn ha. Các bạn xuống có thể là AD Rack setting nè các bạn. Các bạn chọn enter. Rồi. Rồi xuống hàng sau cùng các bạn ha. Enter. Rồi, đây các bạn chọn enable nha các bạn. Yeah. Yeah. Rồi, chúng ta bắt lại. Hit được các bạn ha. Rồi, luôn thay đổi lại và reset lại máy.
Rồi, ok, mình cho chạy cái file BIOS shop như bạn ha. Thì mình đang cho chạy lên cái bản 2.51 trước này các bạn, 2.5.1 trước. Và hệ thống đang xử lý nè các bạn. Rồi, chúng ta đợi chút xíu ha, chúng ta không làm gì hết nha các bạn. Và bây giờ hiện tại đang có cái hộp thoại báo nè, T320 BIOS application ha, đã thành công nè các bạn. Cái vậy là mình load lên cái bản 2.5.1 thành công rồi các bạn ha. Mình reset máy một lần, sau đó mình up lên cái bản 2.2.9 luôn các bạn ha. Rồi, khi mình reset máy lại thì hệ thống sẽ tự động chạy vô cái bản bản này các bạn ha. Và BIOS đang update ở ngoài đây nè các bạn, ngoài cái đình này đây. Và có cảnh báo ở đây là mình không khởi động lại máy, không có ấn nút nguồn để reset hệ thống nha các bạn. Đó, các bạn lưu ý này ha. Và chúng ta chờ đợi trong giây lát để cái này nó phí nhiệt các bạn ha. Đó, như trong Windows là mình cũng có thể thấy nè các bạn ha, Dell T320 nè, BIOS đang ở cái bản là 2.5.1 rồi nè các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ up tiếp một lần nữa để lên cái bản mới nhất luôn ha. Rồi, đây là cái bản 2.9.0 nè các bạn. Các bạn nhấp phải chọn Run Administrator ha. Rồi, cũng tương tự như lúc nãy thôi, các bạn sẽ chọn Intel. Rồi, bây giờ đó là cái bản mình đang Intel là 2.5.1 rồi. Bây giờ cái gói update mình là 2.9.0 mà ha. Rồi, các bạn có thích hay là có muốn tiếp tục hay không, các bạn chọn Z. Rồi, ok, mình sẽ chờ trong giây lát, hệ thống sẽ yêu cầu mình reset máy lại, mình reset máy lại và sẽ được tự động update BIOS vào trong cái server của mình nha các bạn. Rồi, trong thời gian chờ đợi thì mình sẽ giới thiệu các bạn sơ lược bên trong và phía sau máy luôn các bạn ha, để các bạn tham khảo thêm. Ok, mình sẽ mở nắp máy ra, kéo này xuống thôi các bạn ha. Rồi, thì bất kỳ cái mặt server nào, mặt trong nó cũng đều có những cái hướng dẫn cơ bản để mình tháo lắp ổ cứng nè các bạn. Rồi reset BIOS, vân vân ha, các bạn có thể tham khảo thêm đây thêm. Thì ở đây là những cái thông tin rất là chi tiết luôn đó các bạn. Chi tiết và cần thiết luôn các bạn ha. Rồi, đây là bên trong của server nè các bạn. Khi các bạn tháo nắp ra thì cái tiếng gió nó sẽ ồn hơn các bạn. Đây, hệ thống nó sẽ detect đó, là mình đã tháo nắp ra rồi. Rồi, khu vực phía trên đây là hai cái nguồn các bạn. Hai nguồn này hot swap các bạn ha. Và cái công suất của nó là 495W nhân 2 các bạn, tức là có hai cái nguồn lận. Ngoài ra nó còn có phiên bản khác là nguồn 750W các bạn. Rồi, trên đây là gắn ổ quang nè các bạn. Rồi, dưới đây còn có thể gắn thêm hai ổ nữa hoặc là gắn thêm những cái tray ổ cứng ha. Rồi, cái cụm dưới đây, khu vực dưới đây là để gắn những cái ổ cứng hot swap, SAT hoặc là SATA các bạn. Rồi, Dell T320 thì chỉ chạy một CPU nha các bạn ha. Mã là 14XX và 24XX. Con Dell T420 thì sẽ có thêm một con bên đây nữa các bạn ha. Đó. Rồi, card read là H310 các bạn. Support read 01, 5, 10 và 50 luôn các bạn. Rồi, máy mình có tổng cộng là có thể gắn được là 8 cái ổ cứng các bạn ha. Như các bạn nhìn phía trước là có cái tray nè. Đó, ở trên 4 và dưới 4 nè các bạn. Đó. Thì ở đây là những cái nắp che thôi các bạn. À, bạn nào mà muốn gắn cái ổ cứng vô thì chúng ta phải mua những cái tray ha. Rồi, có một cái fan hút ra ngoài phía sau này các bạn. Rồi, rất là đơn giản ha. CPU thì nằm ở đây, hiện tại là vẫn còn nguyên cái tem FPT từ 2015 tới giờ luôn các bạn. Chút xíu mình sẽ dặn bốn cái ốc này để mình gắn CPU thôi, thao tác cũng rất là đơn giản. Rồi, bây giờ mình sẽ quay ra phía sau máy cho các bạn tham khảo nha. Rồi, nguồn 495W các bạn, 495W ha, hai cái. Bây giờ mình đang gắn con xài có cái nguồn này các bạn. Rồi, fan hút ra phía sau ha. Rồi, cái cổng cảm hình on board, cổng cơm, lên gigabit 2 bọt, 6 cổng USB 2.0 các bạn ha. Rồi, ID rắc các bạn ha. Rồi. Rồi, các bạn nhìn bên dưới thì sẽ có sóc lót RAM này ha. Tại CPU dòng này sẽ hỗ trợ chipset là C600 các bạn, hỗ trợ RAM kênh 3 luôn các bạn, trước channel. Ok các bạn ha, đây là con 2407V2 nè các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ thay thành con 2430V2 các bạn ha. Ok các bạn nhớ tra kêu đánh nhiệt nha các bạn. Ok các bạn, server này sử dụng RAM DDR3 ACC Register giống như HP Z600 hay là những cái máy Xeon E5 V1 V2 các bạn ha. Đó, 2.9 rồi đó các bạn. Rồi, ok các bạn ha, CPU mới nè các bạn ha. E5 26 2430V2 các bạn ha, 6 cơ 12 luôn. Rồi, Dell T320 nè, BIOS 2.9.0 các bạn ha. Ok, clip mình đến đây tạm dừng. Vui lòng giúp ủng hộ kênh mình nha các bạn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo. Có gì thắc mắc các bạn vui lòng comment bên dưới nha. Mình sẽ cố gắng giải đáp sớm. Xin chào, cảm ơn và hẹn gặp lại.